Sóc ơi, nếu lương 3 củ một tháng thì nên đi xe gì? Nếu với mức lương chỉ 3 củ một tháng thì bạn có thể tham khảo những dòng xe này. Đầu tiên đó là xe Căng Hải. Dòng xe được trang bị động cơ chạy bằng cơm, di chuyển không tốn tiền nhưng hơi tốn sức. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Thứ hai là dòng xe số quốc dân Wayanfa. Với kiểu dáng ít thay đổi, trường tồn theo thời gian, không lo bị lỗi thời, mang lại cảm giác tuyệt vời cho người lái. Đặc biệt với tài chính 3 triệu, bạn không thể trả thẳng thì có thể trả góp nhé. Ok. Thứ ba, Blade. Với mức lương 3 triệu, chỉ cần vài tháng nhịn không ăn không uống là bạn có thể mua đứt em nó rồi. Giá thì rẻ, xe lại bền, mà giao diện hình nền thì lại cực ổn. Thế thì ngại gì mà không nhịn? Nope. Thứ tư, đó là Honda Winner X. Một chiếc xe có đầy đủ những thứ cần thiết cho một phượt thủ chính hiệu. Với động cơ 150cc DOHC kết hợp với thanh ABS làm cho các anh có những khúc ôm cua mượt mà nhưng vẫn an toàn. Mượt mà đến mức chỉ cần các anh cua một cái là có thể lấy được rất nhiều nước mắt của các chị em gái. Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Và cuối cùng đó chính là quân át chủ bài Honda SH Mod. Với giá chỉ 6x củ khoai, các bạn chỉ cần lãnh một tháng lương, còn lại về báo bố, báo mẹ 5x củ khoai nữa là có thể mua được em nó rồi. Quá đơn giản, chốt ngay thôi.